Thưa quý vị, và đây là sau khi đi đến Phà Nang Gù để qua Tổ Đình thì gặp những cái đám mây trên trời xuất hiện rất là lạ quý vị ơi. Phải nói là có những đám mây phải nói là hết sức lạ luôn. Ôi trời, này đẹp dữ rồi ta. Quá sức rồi. Đám mây quá đẹp rồi. Ai à, ai à? Có gì mình thấy mây hôm nay là nó rất là lạ hơn mọi khi quý vị. Đây là bà con mình ai nấy cũng lấy máy đem ra quay nè quý vị, quá chất rồi. Đó, đây là bà con mình ai nấy phải đó là. Mày phải nói là quý cô chú anh chị thấy cho nó thấy cái gì thì báo với em, chứ thành hậu với thành linh được biết nha. Quá chừng nó quá sức rồi, mấy trăm anh em đứng đây quay phim trong trời nắng cắt nào quý vị. Đám mây quá lạ, đám mây lạ thiệt là lạ quý vị. Đây là cái kênh nào mà ngẫu nhiên đó nha quý vị, qua bà nắng cắt quá thấy được cái hình ảnh này nha quý vị. Vì thế bữa nay mây nó cũng lạ hơn mọi khi nữa quý vị. Sau khi mình đến Phà Nang Gù thì gặp được những cái đám mây ở trên trời, thì hiện những đám mây ngũ sắc như thế này cũng chưa biết là cái gì thực sự xảy ra đây quý vị, hay là mừng cái ngày lễ đây quý vị. Và đây là một cái đám mây ngũ sắc mà đã hiện lên một cái hiện tượng Đức Phật nhập niết bàn quý vị. Giống như Đức Phật giữ là ta. Là Iran luôn quý vị. Mà đám mây là đám mây ngũ sắc. Tự nhiên đi đến Phà Nang Gù. Hôm nay là chiều ngày 13. Dạ, ngày 13 tháng 5. Còn 5 ngày nữa là đến ngày khai đạo. Mà cái đám mây này là y như Đức Phật mà nhập nằm nhập niết bàn luôn. Đám mây ngũ sắc. Thì đây là một cái điềm báo gì không biết nó như thế nào quý vị. Thì thấy là hết sức lạ luôn. Một đám mây nằm một y như một vị Phật mà nằm vậy quý vị. Và ở đây là một video mình đi bất ngờ. Bất ngờ là mới thấy được đám mây mà y như là một vị Đức Phật nằm nhập niết bàn hướng về hướng núi. Đám mây ngũ sắc thì mỗi khi mà đám mây ngũ sắc thì sẽ có những cái hiện tượng. Rồi xin chào cháu Phú nha. Em chào Quỳnh Hậu. Dạ. Quỳnh Hậu hôm nay khi mà trở về đây đó, Quỳnh gặp đám mây này, Quỳnh thấy một cái hình dáng giống như gì Quỳnh Hậu? Đúng rồi, thì nếu mình nhìn thấy là giống như Đức Phật nhập niết bàn, rất là lạ. Dạ. Đức Phật nằm nhập niết bàn mà mỗi khi đám mây ngũ sắc mà xuất hiện thì nó cũng có một cái điềm báo gì đó. Dạ. Cho mọi người. Nhưng mà cái mong rằng thì đây là cái điềm báo vui. Còn có 5 ngày nữa thôi là đến cái ngày khai đạo 85 năm kỷ niệm Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Hòa Hảo ra đời để mở mối đạo là tháng 5 18 rõ ràng, cùng sớm cuối làng đông phục tuần đeo. Thì hôm nay là sau khi anh em đang đi qua phà để qua bên lễ để quay lại những cái khoảnh khắc cũng như là bữa nay là chuẩn bị vào cái ngày lễ mà năm nay là nghe nói rất là hoành tráng. Quý vị biết là nếu nói về Phật Giáo Hòa Hảo thì hiện nay là trên dưới 10 triệu tín đồ và ban trị sự các phường xã thị trấn là 450 ban trị sự. Nhưng mà mỗi ban thì trong lúc này là rất là tích cực trong cái công việc để chuẩn bị nào là gạp rồi bông lên những cái cũng như những cái phà, những chiếc xe đổ qua để chào đón kỷ niệm 85 năm mà hàng triệu con tim đã thức tỉnh dậy. Nhưng mà bỗng nhiên tự nhiên là đi ngang đây anh em
đường lại thấy để chờ mà núi này thì bỗng đâu là ở trên trời một cái dàn mây mà mình đặt trong một cái dàn mây cũng chẳng có lại cái gì mà nó mây giống như mình được tạo ra xưa ở bên thì không có thể được. Đây là chúng tôi tin chắc rằng đây là một cái điểm báo vui để cho mọi người chuẩn bị chào đón cái ngày khai đạo của Phật giáo Hòa Hảo. Thôi thì Thành Hậu chia sẻ đến đây ha. Mong rằng quý vị mình sẽ đến cái ngày 18 tháng 5 để qua để hưởng ứng cái ngày đại lễ khai đạo của Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây. Là địa chỉ quý vị mình nếu mà đi thì bấm lên logo là tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì đến đó là có cái nơi là An Hòa Tự, là một ngôi chùa mà 85 năm trước do một vị Yết Ma Hòa Thượng đã nhường ngôi chùa đó cho Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo là năm 21 tuổi để mà khai đạo 5 giờ chiều ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão. Cái điểm thứ hai là Tổ Đình, là nơi cái nhà của Đức Thầy và hiện nay cũng làm lễ rất là long trọng. Từ đó là hai nơi mà nằm trong nơi khu vực là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, là chánh lễ là ngày 18 tháng 5 âm lịch. Quý vị mình 15 là bắt đầu đã có người ta đến rồi. Thôi thì là nậu xin chúc cho tất cả như là Bạch Lưng, rồi Châu Phú và Ngọc Giao, tất cả cái kênh được quý vị mình sẽ bấm đăng ký và chúc quý vị luôn bình an, và sẽ quay những cái đoạn clip cho bà con mình để triển khai cái ngày đại lễ ha. Cho bà con mình ở xa, nhiều khi ở cách là hàng nói chung là nửa quả địa cầu, quý vị mình không về được ở nước Việt Nam thì sẽ xem những YouTube anh em quay những bối cảnh thực tế diễn ra cái ngày lễ rất là long trọng của người Phật tử Phật giáo Hòa Hảo. Rồi xin thông báo và trân trọng kính chào. Dạ kính thưa quý vị, thì tiếp theo là một dàn mây ngũ sắc lại xuất hiện nữa quý vị ạ. Dạ đây, sau khi Thành Hậu đến nơi bà Năng Rù, giờ xuống để qua Tổ Đình. Đây là bà Năng Rù. Thì bỗng dưng xuất hiện một cái dàn mây ngũ sắc, phải nói là rất là đẹp luôn, như một cái đạo hào quang vậy quý vị. Phải nói là rất là lạ và đẹp. Rồi quý vị thấy nè, một cái dàn mây ngũ sắc rất là tuyệt vời luôn, rất là lạ đẹp. Trên trời là đã có xuất hiện. Giờ thì ở đây cũng như gần đến cái ngày đại lễ thì ở trên trời toàn bộ là những cái dàn mây ngũ sắc để báo cho những cái điềm lành. Mây trời hôm nay thì rất là lạ luôn, toàn bộ là những cái dàn mây ngũ sắc hết luôn quý vị. Nè quý vị mình thấy xa xa có những cái đám mây là ngũ sắc. Và có nhiều màu, rất là nhiều màu luôn. Phải nói là đây là một cái điềm, cũng như cái điềm báo lành, điềm lành, tin vui cho tất cả, cũng như là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong miền ngoài nước. Được biết đến cái ngày khai đạo, một vị giáo chủ lâm phàm để dạy con người trong cái thời mạt pháp, và được về dự hội Long Hoa sau khi đời hạ quân mạt pháp này nó hết, đến đời thượng quân. Và quý vị xem nè, là toàn bộ là
Đây là một cái những thước phim rất là ngẫu nhiên quý vị. Đây là những thước phim mà Thành Hậu đã đi sau khi mà đi qua Tổ Đình, thì trên đường đi sau khi xuống phà thì nhìn ngó lên thì gặp những cái đám mây, những đám mây ngũ sắc. Đám mây là đây là những cái ở trên trời mây thì cũng rất là đẹp, mà lạ là nó có năm màu: màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu đỏ quý vị. Quá sức luôn. Thì hôm rồi Thành Hậu ở tại cầu ở Quảng Trị quý vị, thì bước ngang cây cầu Hiền Lương sông Bến Hải vĩ tuyến 17 đó, thì sau khi thầy Minh Tuệ đến một cái nghĩa trang thì trên trời cũng xuất hiện một cái dàn mây ngũ sắc. Và trước đó thì sau khi thầy Minh Tuệ xuất hiện thì cũng có dàn mây ngũ sắc, và hôm nay thì trên bầu trời cũng có một dàn mây ngũ sắc. Thì đây là những điềm báo lành để cho nhân loại được hưởng một cái mùa đạo. Tháng năm 18 rõ ràng, cùng sớm cuối làng ai cũng cười reo. Tức là ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Tạo Hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Hay hoặc là ta thừa dân sắc lĩnh Thế Tôn, khắp mãi giới truyền khai đạo pháp. Quý vị thấy rất là rõ ràng luôn quý vị. Những cái đám mây là ngũ sắc luôn. Đức Thầy nói là hiện hào quang ngũ sắc hiền lành đó, đặng tìm kiếm những người hiền đức, rồi là A-di-đà dòm xem khắp cõi, đang trông chờ mong mỏi chúng sanh, rồi hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Thì đây chúng tôi tin chắc rằng những cái ánh mây ngũ sắc này cũng như là một cái hiện tượng điềm lành để báo cho mọi người. Đây là Thành Hậu đang ở tại nơi khu vực bến phà Năng Gù, và trên này cũng có dòng mây ngũ sắc quý vị. Toàn bộ là hôm nay là sao mây ngũ sắc nhiều quá quý vị ơi, phải nói là hết sức là lạ lùng luôn. Toàn bộ trên trời là mây ngũ sắc.